Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Nguyễn Ngọc Dũng và mình đến từ huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Mình rất vui vì được tham gia cuộc thi tiếng hát trên đỉnh Putaleng lần này. Và hiện tại thì mình đang chuẩn bị cho MV tham dự vòng chung kết của hình thức online. Và số báo danh của mình là 072. Và rất mong được sự quan tâm, cổ vũ, động viên của tất cả mọi người. Xin cảm ơn và hẹn mọi người trong MV dự thi chung kết của mình. Xin chào.